Chào mừng quý vị đang quay trở lại với bản tin FBNC ngày 23 tháng 5. Thưa quý vị, qua thực tiễn 10 năm thi hành, luật sở hữu trí tuệ đã phát huy vai trò trong việc tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức và cá nhân xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Các doanh nghiệp, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đã thực sự quan tâm đến việc bảo vệ tài sản trí tuệ của mình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy là hiệu quả thi hành quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn thấp. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2016, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với gần 180.000 vụ có liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tổng số tiền phạt trên 590 triệu đồng. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực từ phía các cơ quan thực thi quyền, nhưng thực tế cho thấy tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta vẫn đang diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền, gây tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế xã hội. Có những giai đoạn thì cái sự nhận thức của chúng ta đối với cái tài sản trí tuệ này còn chưa được đầy đủ. Và thời gian gần đây thì chính phủ chỉ đạo rất là quyết liệt để làm sao trong thời gian tới cái sở hữu trí tuệ thực sự phải trở thành cái động lực cho đổi mới sáng tạo. Một trong những thách thức lớn nhất của hệ thống sở hữu công nghệ của nước ta hiện nay chính là do hiệu quả của hoạt động thực thi quyền còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp tư pháp. Các số liệu cho thấy, các vụ việc giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam được xử lý tại tòa án chiếm số lượng không đáng kể so với các vụ việc được giải quyết theo cơ chế hành chính. Thực trạng này dẫn tới hậu quả là quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quyền chưa được bảo vệ thỏa đáng. Mới đây thì nhằm giúp cho các hộ chăn nuôi bớt khó khăn hơn khi mà giá thịt heo liên tục rớt giá sâu, Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh mới có công văn đến các cơ sở giáo dục đào tạo nhằm khuyến khích công nhân viên tăng cường tiêu thụ mặt hàng thịt heo. Theo đó, công văn của Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp công đoàn trong ngành tích cực vận động đoàn viên, nhà giáo, người lao động đang làm việc tại các cơ sở giáo dục tăng cường sử dụng thịt heo trong gia đình hàng ngày và cấp đông dự trữ tại thời điểm này để góp phần tiêu thụ thịt heo cho người chăn nuôi. Đồng thời, công đoàn cũng khuyến cáo để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các cán bộ thuộc công đoàn giáo dục nên việc thu mua thịt heo có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, ưu tiên sử dụng thịt heo được chăn nuôi theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp. Thưa quý vị, một vụ nổ được coi là tấn công khủng bố vừa xảy ra tại một đêm diễn ca nhạc ở thành phố Manchester của Anh, làm 22 người chết và 50 người bị thương. Một vụ nổ được coi là tấn công khủng bố đã xảy ra tại một đêm diễn ca nhạc ở thành phố Manchester, Anh, làm 22 người chết và 59 người bị thương vào ngày 22 tháng 5. Cảnh sát Anh cho rằng vụ nổ được gây ra bởi một kẻ đánh bom liều chết sau khi phát hiện một quả bom chưa phát nổ tại hiện trường vụ nổ ở trung tâm tổ chức sự kiện Manchester Arena ở thành phố Manchester phía bắc nước Anh. Vụ nổ xảy ra vào cuối đêm diễn của ngôi sao nhạc pop Mỹ Ariana Grande với hàng ngàn khán giả, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi. Theo các nhân chứng, khi các khán giả đang tìm đường đi ra thì một tiếng nổ lớn vang lên. Cảnh hỗn loạn xảy ra, ai cũng bỏ chạy và gào thét, tìm cách thoát ra ngoài. Cảnh sát cho biết 22 người đã thiệt mạng và 59 người khác bị thương. Manchester Arena là sân vận động trong nhà lớn nhất ở châu Âu, mở cửa từ năm 1995 và có sức chứa 21.000 người. Đây là điểm thi đấu thể thao và biểu diễn ca nhạc quen thuộc ở Anh. Nước Anh đang được đặt trong mức cảnh báo nghiêm trọng cấp độ 2, nghĩa là rất có khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố. Giữa lúc các em học sinh đang bước vào giai đoạn nghỉ hè, thì các trường học, doanh nghiệp và tổ chức đã có rất nhiều hoạt động dành cho các em, đặc biệt là nhân dịp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6. Cũng trong không khí đó, thì cuối tuần qua, trường quốc tế Bắc Mỹ SNA đã tổ chức ngày hội thương gia nhí CEO Kids. Đây là sân chơi để cho các em từ độ tuổi 4 đến 12 tuổi thể hiện tài năng của mình bằng cách hình dung ra công việc của một người đứng đầu doanh nghiệp. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, trường quốc tế Bắc Mỹ SNA, một thành viên trong hệ thống giáo dục của tập đoàn Nguyễn Hoàng, đã tổ chức chương trình CEO Kids, ngày hội thương gia nhí. Chương trình đã thu hút hàng trăm phụ huynh và học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Trước đó, ngày hội thương gia nhí đã được tổ chức hai mùa trước. Đây là chương trình mang tính giáo dục và định hướng cao cho trẻ ở độ tuổi từ 4 đến 12 tuổi, là một sân chơi bổ ích cho các bé thông qua mô hình kinh doanh giả định, từ đó giúp cho các em tự tin tỏa sáng, thể hiện đam mê và tài năng kinh doanh của mình khi còn nhỏ tuổi. Bên cạnh đó, CEO Kids còn là cơ hội giúp cho trẻ rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm và có cơ hội thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng thông qua việc bán hàng làm từ thiện, giúp bố mẹ khám phá được tiềm năng của các con, giúp trẻ hiểu rõ giá trị của sức lao động để các bé trân trọng những gì ba mẹ làm ra và giúp các thành viên trong gia đình gắn kết hơn, hiểu nhau hơn và yêu thương nhau hơn. CEO Kids là một chương trình đặc biệt mang tính giáo dục và nhân văn cao. Tại chương trình, mỗi em sẽ được xếp vào những đội khác nhau với mô hình một công ty giả định do các thành viên trong nhóm tự phân công các vị trí với sự điều hành của trưởng nhóm. Sau đó, các nhóm sẽ mang sản phẩm bán tại phiên chợ trong khuôn khổ ngày hội. Tại đó, các em phải cố gắng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của mình sao cho đạt được doanh số cao nhất. Chương trình còn có sự tham gia của các bậc phụ huynh trong vai trò là ban cố vấn, thành viên hội đồng quản trị và khách hàng.
nhóm có chiến lược kinh doanh tốt nhất, đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất sẽ nhận được phần thưởng chương trình. Ngoài mang lại niềm vui và những kiến thức bổ ích cho các gia đình, chương trình CEO Kids còn tạo được nhiều lợi ích cho xã hội khi lợi nhuận từ kinh doanh sẽ được chia sẻ qua các hoạt động từ thiện tại Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn xây dựng các trò chơi mang tính chất gia đình, giúp phụ huynh và các con có thể kết nối với nhau. Chương trình do Trường Quốc tế Bắc Mỹ thuộc Tập đoàn Nguyễn Hoàng phối hợp với Nam Hưng Group tổ chức. Thưa quý vị, hãng máy bay Vietjet Air lại tiếp tục một chương trình khuyến mãi trong dịp hè năm nay với hàng triệu vé siêu tiết kiệm. Chương trình mang tên Hè Bay Free đi thỏa thích trong 3 ngày 23, 24 và 25 tháng 5 với hàng triệu vé siêu tiết kiệm giá từ 0 đồng vào khung giờ 12 giờ đến 14 giờ tại website của hãng Vietjet Air. Đây là chương trình áp dụng cho tất cả các đường bay trong nước cho thời gian bay từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 trừ những ngày lễ Tết. Chương trình cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin mời quý vị tiếp tục tham khảo địa chỉ website www.fbnc.vn để có thêm các thông tin cũng như xem lại tất cả các chương trình đã phát trên kênh FBNC. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.